Dạ, Kim Linh xin cảm ơn rất nhiều. Dạ, và bài hát đầu tiên Kim Linh xin kính dâng lên quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử một ca khúc sáng tác của nhạc sĩ Dương Xuân Dưỡng, ca khúc được mang tên Kính Mến Thầy. Kim Linh xin mời quý thầy, quý sư cô và quý Phật tử cùng thưởng thức ạ. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn dẹp tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng chia mắt chúng con, thầy là ánh sáng sắt siêu lòng son, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thượng hương, thầy theo hạnh nguyện pháp phương treo gương lành sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Nam mô A Di Đà Phật. Hôm nay thầy về đây, chúng con xin kính chào thầy. Trong giờ phút vui này, chúng con biết làm gì đây? Chúng con nguyện tinh tấn dẹp tan tham sân hận, ánh đạo hằng mong tiến đến dần. Dù bao nhiêu gian khổ, dù gặp nhiều nguy khó, lý tưởng chúng con vẫn tôn thờ. Thầy là bóng cây che mắt chúng con, thầy là ánh sáng sắt siêu lòng son, thầy là con thuyền thanh lương đưa chúng con đến bờ thượng hương, thầy theo hạnh nguyện pháp phương treo gương lành sáng soi mười phương. Nam mô A Di Đà Phật. 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 Dạ con xin cảm ơn rất nhiều ạ.